Chuyện kể về mấy chuyện trong nhà, có lúc buồn, có lúc vui và có lúc cãi vã. Xảy ra đủ thứ chuyện ở trên đời, nhưng vẫn luôn bên nhau mỗi khi có vấp ngã. Dù là Nam Bắc hay là Đông Tây, chị em ta vẫn sẽ tay ở trong tay. Dù có hay chưa được mối tình vắt vai, nhưng chị em ta vẫn sẽ là mang vai. Sống cứ thế vận hành, bao giờ lao sẽ mới khiến thanh xuân tươi xanh. Đôi khi câu này lôi thôi khiến cho chị em bối rối, nhưng ta bỏ qua hết cứ vừa lại lành. Tương lai ta mới sau cùng một tiến lên, bây giờ ta mới xa xa kia kế bên. Mặc kệ ta cứ sống vào, chúng ta là chị em một nhà. We fly, but the love truly chaser. You are fine. Nhớ mỗi dòng là đi, mình cùng chung chi hướng. Dẫu có chuyện thì vẫn sẽ ngồi cạnh bên nhau. Trời ơi, đi ngủ trễ giờ rồi. Em chơi chốt. 12 giờ khuya còn chơi game gì nữa, ngủ nhanh lên. Em biết rồi. Ủa sao tự nhiên đau bụng dữ vậy? Xin giới thiệu với mọi người, đây là chị Tina, chị họ của Kim, con ruột của dì Năm á, người mà cho tụi mình thuê căn nhà này ở nè. Hiện á, chị Tina là du học sinh Nhật, mà lý do tại sao chị Tina có mặt đây buổi đêm á thì Kim không biết. Chị Tina, chị có gì giải thích với mọi người không? Giải thích cái gì? Đây là nhà của tôi không có một cái nghĩa vụ nào phải giải thích cho mọi người ở đây cả. Bà Kim, bà gan quá ha. Nhà của tôi như thế này mà bà dẫn nguyên một bầy vào ở hả? Bầy? Hơi xúc phạm nha mà anh. Bầy chỉ là từ người danh cho động vật thôi nhá. Ví dụ như bầy đàn. Thôi đi, có rảnh thì cũng không có rảnh tới mức mà ngồi giải thích khi đang bị sỉ nhục đâu. Thôi mọi người chịu khó bỏ qua nha. Chị Tina hơi bổ bả xíu thôi, chứ chị cũng tốt lắm á. Chị Tina, đây là bạn bè thân thiết của em không mà. Trước khi vào đây ở cũng có xin phép dì Năm đàng hoàng rồi. Gì? Mẹ chị cho phép á? Dạ. Thôi, kể cả mẹ tôi có cho phép nhá thì chỉ có con gái thôi chứ, sao bây giờ lại cần đùng đùng có cả trai ngồi vào đây là sao nhở? Chị Tina, chị không nhớ em hả? Không. Nhớ cái gì mà nhớ. Mà chưa kể bà lại còn dẫn trai ngủ trên phòng của tôi là sao? Em là trai nè, chị không nhớ em thiệt hả? Thì không phải trai là bánh bèo à? Vì cậu là trai nên tôi mới chửi cậu đấy. Trời ơi, em là trai, em có chị mà chị cũng không nhớ nữa. Không, chả có một ký ức nào cả. Chị Tina, này là em ruột của em, Ngọc trai đó. Cái gì? Sao bây giờ nó lớn nhanh như thổi thế? Chị bất ngờ cũng phải. Lần cuối chị gặp nó còn nhỏ xíu vậy nè. Đám dỗ bà Cốc, cách đây 15 năm lận. Lúc đó em có 5 tuổi thôi. Ui, không nhớ. Nói chung là không biết. Nhưng mà kể cả mẹ tôi có cho ở thì cũng chỉ có bà với em của bà thôi chứ. Sao lại nguyên một lông này? Ý chị là sao? Ý tôi là sao hả? Tôi nói lại một cách rất là nhẹ nhàng này. Có nghĩa là tôi đã chuyển về đây. Tôi chuyển về đây ở, cho nên tôi không muốn ồn ào náo nhiệt đông người ở trong cái khuôn viên của tôi. Ok chưa? Và đây, rất là dễ. Từ giờ đến cuối tuần, mời tất cả mọi người chuyển ra chỗ khác. Cái gì? Cái gì? Chị Tina nè, em thấy chuyện này á thật sự hệ trọng luôn á. Có gì bình tĩnh, từ từ giải quyết. Giải quyết gì nữa? Thôi, không phải nói nhiều đâu. Mà cô cũng yên tâm, tại vì hai đứa là họ hàng, cho nên là cuối tuần cũng không cần phải chuyển đi đâu. Cuối tháng rồi đi cũng được. Ủa, là mình vẫn phải đi á? Dạ không. Ý tụi em á là tụi em sẽ không dọn đi đâu hết. Tụi em vẫn cứ ở đây. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cô vừa nói cái gì ấy? Chị không nghe rõ. Tụi em vẫn sẽ ở đây. Tụi em ký hợp đồng với dì Năm 3 năm luôn rồi. Dì cũng đồng ý cho bạn bè em ở đây. Tiền thuê nhà cũng đóng đầy đủ, mắc gì phải dọn. Buồn cười nhờ. Nhưng mà đấy là khi tôi không có ở đây. Còn bây giờ tôi về cái căn nhà này rồi. Tất cả mọi quy tắc luật lệ đều là do tôi cả. This is my house, ok? Thời nay nói chuyện bằng giấy tờ chị ơi. Chị nói miệng vậy ai nói không được. Đúng rồi đó. Với cái tầm tuổi như chị á, đi du học Nhật Hàn về thì cũng nên tự lập đi. Ở kế ba mẹ thì hơi kỳ. Em nghe bảo chị giàu mà. Có giỏi thì chị mang sổ hồng ra hay là giấy tờ nhà ra đi, rồi nói chuyện với tụi em. Nhà này là của má chị mà. Rồi sao? Bây giờ tụi bay tính cướp luôn cái nhà này hả? Nè, này giờ tôi nhìn chị làm nữa rồi nhá. Chị nói ai ăn cướp hả? Thôi, mọi người bình tĩnh đi. Giải quyết chuyện này dễ thôi mà. Để em gọi dì Năm. Cái gì? Thôi, không cần phải gọi. Tại sao? Ba cái chuyện nội bộ này giải quyết nội bộ thôi, không phải gọi cho mẹ. Em vẫn cứ gọi. Đã bảo là không cần rồi. Ủa sao vậy? Có chuyện gì làm cho cô bé lo sợ khi gọi cho mẹ? Cô bé ơi. Ây cha, em ở đây đóng tiền nhà cũng khá lâu rồi mà chưa nghe được giọng chủ nhà. Em muốn nghe ghê. Đúng rồi chị, lâu rồi em cũng không có gọi điện cho dì Năm. Gọi đi, em hỏi thăm dì Năm chút. Đã bảo là không cần rồi các bạn. Cười nhở. Bây giờ muốn ở bao nhiêu mạng ở đi. Mang luôn cả một cái đội bóng về đây mà ở. Đội bóng? Cái này hay à nha. Cái gì? Chị trốn học về đây hả? Con bé này, bé bé cái mồm thôi. Ngọc trai nó nghe thấy lắm chuyện ra. Rồi dì Năm biết chưa? Cái đầu bị làm sao ấy. Trốn học bỏ về làm sao mà biết được. Hỏi bác cái câu kỳ cục. Nhưng mà giờ chị tính sao? Thì nói chung là chị đang định về nước để làm kinh doanh. Thì chị cũng cần có một không gian yên tĩnh, rồi thoáng đãng để tập trung công việc. Mà em thấy mấy cái lũ bạn của em đấy, nhóm bạn không quan tâm. Nói chung là tụi nó rất là ồn ào náo nhiệt và chị không thể nào tập trung được. Hiểu chưa? Em hiểu. Hiểu rồi là tốt. Mà kệ chị. Này, đó là tại vì chị về đây một cách bất ngờ, không nói không đằng gì với ai hết. Không phải ai cũng phải chịu trách nhiệm á vì cái phút bốc đồng ngẫu hứng của chị đâu nha. Này, anh nói nào không ạ? Mà từ nhỏ đến giờ chị ngẫu hứng hơi nhiều á. Con bé này. Này, tôi là chị của cô đấy, nghe chưa? Cô phải tỉnh táo lên. Em đang tỉnh táo đây nè. Nghe lời chị á, có mà điên. Bạn bè em đến đây cũng đâu phải ăn chật gì đâu. Ký hợp đồng hẳn hoi 3 năm lận đó. Đóng tiền nhà cũng đầy đủ. Nó phải muốn đuổi là đuổi. Với lại á, chị là chị của em nên em cũng sẽ không đuổi chị. Cho chị ở đây á, không mét chị Năm đâu. Hóa ra bây giờ tôi lại là người ăn xin cô hả? Chị nghĩ vậy cũng được. Nhưng mà chị cũng phải sống hòa đồng với mọi người. Bạn bè em, chứ không phải lũ này lũ nọ. Vậy nha. Hay thật. Thế tối nay tôi ngủ ở đâu? Kệ chị, nhà này rộng mà. Có ngủ đâu ngủ. Điên à. Đời Ngọc Trai nữa không lại đây. Ngọc Trai nó ngủ từ đời nào rồi bà ơi. Có giỏi á, chị lôi nó ra khỏi phòng đi, chứ em thua rồi đó. Mà như nó khóa trái cửa. Thôi ngủ trước à. Con bé này. Mình chán quá mày. Bánh mì bò kho hả? Yeah. Ê, tuổi đâu rồi? Sao không thấy ai xuống ăn hết vậy? Ui tao kêu rồi á mà không đứa nào đi học đi làm á. Để nó ăn sau đi. Ủa, còn cái người kia. Cô bé đó hả? Kệ cô bé đó đi mày ơi. Ăn rồi đi làm. cô bé câu có dậy rồi hả? Ánh Sáng. Nu. Chị ngồi xuống đây, anh chúng tụi em nha. Thôi, không đói. Này, mấy người nấu ăn kiểu gì thế nhở? Ám hết mùi rồi, banh chành nhà tôi thế này. Có biết cái đống đồ này tôi làm đắt tiền lắm không ạ? Xa quá xa rồi cô bé à. Không ai nấu bò kho mà banh hết cái nhà. Cô đập đùng 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 ở đây nè. Nắm banh nhà. Tí nữa em khử mùi cho chị ha. Bây giờ chị ngồi xuống ăn cùng tụi em đi. Thôi, bình thường ăn bò Mỹ, bò Úc, bò Kobe quen rồi. Bây giờ ăn bò Việt Nam nhỡ tôi đau bụng là phải đền cho tôi. Dạ. Thôi, lâu lâu đổi vị ăn món Việt cho nó biết cảm giác lạ nhỉ. Luôn bên nhau khi vui, chị em chúng ta không sợ đâu, ta vẫn luôn bên nhau. Chị em chúng ta dẫu có nhìn lại sẽ thấy không sao, vì chính chúng mình cũng đã có thanh xuân. Mãi đến cao quá chúng ta biết sẽ we fly, có thể luôn chúng như cháy rực. You are fine, nếu muốn dừng lại hành lý, mình cùng chung chi hướng. Dẫu có chuyện thì vẫn sẽ ngồi cạnh bên nhau.